Hi, xin chào tất cả các anh em đang xem video. Thì hôm nay Shop Phụ Kiện Đi Rừng Thanh Tấn đem đến một cái chương trình khuyến mãi kỷ niệm 6 năm ngày sinh nhật của shop. Thì chúng tôi sẽ có một cái quà tặng cho tất cả các anh em đang xem video. Đó là tặng cái cầu rồng lụp chạm 3D này cho tất cả các anh em nào mua cái mẫu lụp số 02 này nha anh em. Mẫu lụp số 02 nó bình thường thì chúng tôi sẽ bán cái mẫu cầu chạm này với giá là 120.000. Đó, chiều dài nó có sẵn hai cái đầu dư ở hai đầu như thế này, để anh em về anh em cứ coi cái lụp của mình khoảng cách bao nhiêu thì cưa bỏ bớt và khoan lỗ gắn vào, cái đó là tùy theo anh em ha. Nó có cái phần dư ở hai đầu. Thì hôm nay trong cái chương trình khuyến mãi này thì thời gian anh em vui lòng xem trên màn hình dùm cho shop ha, thời gian từ ngày 5 cho tới ngày 19 tháng 6 năm 2022, nghĩa là anh em có 2 tuần để mua cái sản phẩm này. Đó, đây là cái sản phẩm là ráp vô sẵn là để chuẩn bị giao đi cho khách này. Anh em thấy này, cái này là cái sản phẩm là cầu lụp này. Đó, bình thường á, cái lụp ở ngoài này là cầu thừa, cầu cái điều ha. Cái này đã tháp nhẹ rồi đây, nó cong rất là đẹp cho anh em rồi. Đó, thì ở trong gắn thêm cái cầu rồng nữa thì rất chi là đẹp luôn cho anh em. Đó, cầu rồng chạm 3D gắn sẵn vô đây. Cái này là chuẩn bị chiều nay giao đi cho khách này. Đó. À, bình thường thì không có cái cầu rồng này đâu nha anh em. Bình thường anh em mua thì chỉ được cái cầu trong là cái cầu thường như thế này thôi nha. Đó, ví dụ như cái này là cái bình thường không có khuyến mãi nè. Ở trong chỉ là một cái cầu gỗ bình thường thôi nha. Cái cầu gỗ bình thường thôi. Đó, đây là một cái lụp bình thường này. Đó, còn trong cái chương trình khuyến mãi này thì chúng tôi sẽ tặng cho anh em cái cầu rồng gắn sẵn vô đây cho anh em luôn. Đó, cái cầu rồng này trị giá là 120.000. Anh em nào muốn mua thêm cái cầu rồng thì trả thêm tiền một cái nữa để về gắn cho cái ở nhà của mình hay cái gì đó thì tùy ý anh em ha. Còn cái này là chương trình khuyến mãi là sẽ gắn sẵn vô trong lụp luôn cho anh em. Đó, đó. Rồi thì bây giờ nói sơ qua cái mẫu sản phẩm này cho anh em. Anh em nào đang cần tìm mua, thứ nhất là cái mẫu này là móc trụ đồng, móc inox nha anh em. Đó, rất chi là đẹp, sắc sảo cho anh em. Mặt lụp này, nan này là nan lưỡng kim, khung bằng kẽm. Kẽm này là kẽm mạ chì, rất chi là bền, không sợ sét ha. Cái nan này là nan lưỡng kim nha anh em. Nan mặt bầu, mặt lụp này là mặt lụp bầu, làm rất chi là đẹp, sắc sảo cho anh em. Đó, anh em thấy cái mặt lụp nó bầu ra chưa, tạo một cái không gian rất là thoáng cho chim mồi. Đó, đó, cái nan này là nan lưỡng kim ha. Những cái nan nhỏ này làm bằng lưỡng kim hết cho tất cả các anh em. Đó, sơn màu xanh giá binh hết rồi nha anh em. Đó, có sơn màu xanh hết cho anh em rồi. Đó, tôi sẽ cạo ra cái màu xanh cho anh em thấy, để anh em thấy cái lưỡng kim ở bên trong. Đó, anh em thấy chưa, cái cọng lưỡng kim này. Đó, nan là nan lưỡng kim. Đó, lồng thì gắn sẵn là hai cống ăn, một cống nước cho tất cả các anh em luôn rồi. Lá thì lợp sẵn như thế này, lưới dù xanh rất là đẹp ha. Đó, anh em thấy có thể chiêm ngưỡng cái sản phẩm của mình rất chi là hoàn hảo rồi. Đó, thì cái sản phẩm này là chúng tôi đang bán với giá là 980.000, bao phí vận chuyển đến nơi cho tất cả các anh em luôn. Cộng với đợt này tặng theo cái quà tặng là cái con rồng chạm 3D này ở trong cầu trong, thì anh em khá chi là lời rồi ha. Đó, anh em thấy cầu chạm khá là sắc sảo. Đó, thì anh em nào muốn mua cái mẫu lụp này là mẫu lụp số 02 anh em. Mẫu này gọi là mẫu lụp số 02, thì cái thời gian khuyến mãi là sẽ có tặng thêm cái cầu rồng này bên trong cho tất cả các anh em. Đó, thì song song với đó thì chúng tôi có bán thêm cái phụ kiện là cái áo lụp có dây mang như thế này cho tất cả các anh em. Thì anh em nào muốn mua cái áo lụp có dây mang thì có thể mua luôn cùng lúc với cái lụp này, thì khi gửi chung rồi chúng tôi bao ship và anh em sẽ đỡ tốn cái tiền ship. Còn nếu sau này mà anh em mua rồi mà muốn suy nghĩ mua thêm cái áo lụp nữa thì mua thêm một lần nữa, thì với số lượng ít thì anh em phải tự trả tiền phí vận chuyển cho mình. Đó, đó, đây là cái bộ sản phẩm cho tất cả các anh em thấy rất chi là ưng ý. Cái bộ cầu, cầu này cũng là cầu tháp nhẹ rồi cho nên là nó cong rất là vừa ý nha anh em, cong rất là vừa luôn. Đó, thì anh em nào có nhu cầu mua thì cứ alo đến số điện thoại đang xuất hiện trên màn hình của shop ha, chúng tôi sẽ giao hàng toàn quốc. Đó, số đó có Zalo luôn, anh em nào muốn kết nối Zalo thì cứ kết nối Zalo. Zalo thì nó full bạn rồi anh em nhé, thì anh em cứ nhắn tin thoải mái. À, cái Zalo bán hàng thì nó không có yêu cầu cần phải kết bạn gì, anh em cứ nhắn tin vô đó là nó nhận tin nhắn hết chứ không cần phải kết bạn gì cả nha. Và anh em không cần phải đề cao. Đó, riêng về cái mặt lụp này là mười nan đều như một anh em nhé, mười nan đều như một và rất là căng. Khi giao hàng thì anh em có thể dùng tay để kiểm tra như thế này về cái độ đều của cái nan này. Đó, anh em cũng có thể dùng thước đo, anh em thử lấy cái thước đo đi anh em thấy. Đó, những cái mối làm rất là sắc sảo rồi ha anh em ha. Đó,
Rồi xin chào, hẹn gặp lại tất cả các anh em. Thì anh em nào mua tranh thủ trong cái chương trình khuyến mãi này, chứ không phải lúc nào cũng có khuyến mãi nha anh em. Đây là cái chương trình khuyến mãi kỷ niệm 6 năm sinh nhật của shop ha. Đó. Thì anh em mua thì có quà tặng ha. Còn ngoài ra hết chương trình khuyến mãi thì sẽ trở lại như bình thường. Một cái cầu mà một cái lập không có khuyến mãi thì cái cầu trong chỉ nó chỉ là cái cầu gỗ bình thường như thế này thôi. Rồi xin chào, hẹn gặp lại tất cả các anh em trong cái video mới nhất của shop phụ kiện đi rừng Thanh Tuấn.